Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cập nhật thông tin thời tiết từ biên tập viên Thu Hiền. Chị Thu Hiền ơi, không biết là tối và đêm nay thì Hà Nội có rét sâu không ạ? Dạ vâng, dự báo là đêm nay thì nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội sẽ không thấp như đêm qua, nhưng mà sẽ vẫn ở mức rét sâu đấy ạ. Thưa quý vị khán giả, nhất là vào khoảng sáng sớm mai, khi đó nhiệt độ ở khu vực Ba Vì Sơn Tây sẽ chỉ vào khoảng là 13 độ. Còn ở Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn sẽ vào khoảng là 14 độ. Khu vực trung tâm thành phố hay là các quận, huyện khác thì sẽ trong ngưỡng là 15 độ. Nhiệt thấp cộng thêm với gió Đông Bắc vẫn thổi mạnh, nên nếu ra đường quý vị vẫn sẽ cảm thấy rét cóng. Tại vùng núi cao như là Y Tý, Lào Cai, cái rét ban đêm còn buốt hơn nhiều vì nhiệt độ đêm sẽ hạ xuống chỉ còn là từ 10 cho đến 11 độ. Vì thế nếu quý vị có ý định tới đây du lịch ở dịp cuối tuần này thì nhớ mang theo những chiếc áo đại hàn thì mới có thể giữ ấm. Ban ngày thì trời sẽ đỡ rét hơn, dự báo thứ Bảy và Chủ nhật sẽ có nắng khiến cho nhiệt độ tăng lên ngưỡng là 17 độ. Còn với thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay chưa có mưa nhiều nên nhiệt độ sẽ giảm chậm, khoảng 3 tiếng nữa mới giảm được 1 độ. Lúc này đang vào khoảng là 29 độ, thì đến 4 giờ sáng mai sẽ giảm xuống còn là 25 độ, trời dịu mát. Còn bây giờ xin được mời tiếp tục với những thông tin khác của Chuyển động 24 giờ.